Alo. Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đấy. Knock out ngay. Nếu không cô biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy. Tâm địa xấu xa của bà ta gọi là như mây dông kéo đến. Mỗi lần xuất hiện ở cửa hàng là y như rằng khỏi bán chác gì luôn. Mẹ em thì quá là hiền. Rơi vào tay chị ấy, bà ta xong lâu rồi. Bây giờ nhá, em phải ở bên cạnh mẹ. Hai người cùng đồng lòng để kéo bố về. Giận mấy thì giận nhưng cũng phải kìm lại. Chứ không ấy, cái chuyện mà con mất bố, vợ mất chồng vào tay bà ta ấy, chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi. Mày phải nghe chị. Chị nói là chỉ có chuẩn thôi. Bây giờ mày phải bỏ qua cái sĩ diện của bản thân mày đi. Cứng lên. Cần chị giúp gì thì chị sẽ giúp. Nhá. Đợi chị tí, đi vệ sinh cái. Alo, Bách à? Em chào thầy. Ngọc bỏ đi rồi, cô ấy có liên lạc với em không? Thưa thầy, dù cho trời có sập xuống ấy, Ngọc cũng sẽ chẳng bao giờ gọi điện cho em đâu. Em lúc nào cũng chỉ là một người thừa. Bây giờ Ngọc đang tắt máy, nhưng nếu cô ấy có liên lạc với em thì... Em biết rồi ạ. Em sẽ bỏ qua sự tự ái để gọi điện cho thầy ngay. Cảm ơn em. Em chào thầy. Em ơi anh. Cậu tìm cho tôi một luật sư. Sao không nhờ cố vấn bên mình ạ? Luật sư dân sự... ly hôn,